Những ngày này, người làm vườn ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi phấn khởi bước vào vụ thu hoạch bưởi da xanh. Giá bưởi thu mua tại vườn từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng một ký. Nhiều hộ dân thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng một vụ bưởi. Anh Lâm Tấn Đôn, tổ dân phố Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, trồng 8 sào bưởi da xanh, mỗi quả từ 1,5 đến 3 kg. Anh cho biết, mùa bưởi này anh thu hoạch 2 tấn, tương đương 60 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 50 triệu đồng. Anh Trịnh Ngọc Thế, thôn Long Bàn Bắc, xã Hạnh Minh, có 90 cây bưởi da xanh, thu hoạch gồm 4 tấn bưởi, thu khoảng 100 triệu đồng. Tùy vào kích cỡ quả, trung bình mỗi cây bưởi cho từ vài chục đến hàng trăm quả một cây. Năm ngoái ảnh hưởng bão lũ nên số lượng bưởi tại huyện Nghĩa Hành bị hư hại, giảm chất lượng. Ngoài ra do dịch Covid-19 nên thị trường tiêu thụ giảm. Năm nay thị trường phục hồi, thời tiết thuận lợi nên bưởi phát triển, giá bán ổn định. Nhiều người làm vườn cải thiện nguồn thu nhập và tạo động lực mở rộng vườn trồng, đầu tư giống bưởi. Huyện Nghĩa Hành là địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi với 700 hectare cây ăn quả, trong đó khoảng 200 hectare bưởi da xanh. Hiện nay, bưởi da xanh Nghĩa Hành là một trong 4 loại quả được công nhận sản phẩm OCOP.